bản thân. Hôm nay tôi chia sẻ bằng chủ đề bạn ngừng cống hiến thì cuộc đời không còn ý nghĩa nữa. Đó mà. Thì đây là những quan điểm, những tư duy, những lời tuyên bố của những vĩ nhân, của những danh nhân, những người thành đạt mà suốt cuộc đời họ vì nhân loại, vì cộng đồng, mang giá trị hạnh phúc cho con người. Thì rất nhiều tấm gương đã suốt đời cống hiến cho mình, như là mẹ Teresa, cố tổng thống Nelson Mandela, Thomas Edison, hoặc là Albert Einstein, vân vân. Rất nhiều tấm gương các bạn. Thì cống hiến là việc tự nguyện dành thời gian, sức lực, trí tuệ và tài năng của bản thân để mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Cống hiến không chỉ đơn thuần là làm việc chăm chỉ mà còn là sự nỗ lực hết mình, không ngừng nghỉ để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Tại sao cống hiến lại mang lại ý nghĩa cho cuộc đời? Có nhiều lý do các bạn. Thứ nhất là đầu tiên giúp bạn cho hoàn thiện bản thân bạn trước đấy. Các bạn nhớ rằng bạn cống hiến, bạn không có thiệt thòi đâu, sẽ giúp cho bạn hoàn thiện bản thân. Thì tôi lấy ví dụ mà, ví dụ như trong 4 năm qua, tôi thì cống hiến rất nhiều hoạt động, rất nhiều mảng và thời gian rất là lâu. Nhưng mà tôi lấy ví dụ như là cái kênh Facebook của tôi, kênh YouTube của tôi, kênh TikTok, Facebook thì có mười mấy năm rồi. Kênh YouTube TikTok thì khoảng từ đã gần 5 năm. Thì hàng ngày tôi cứ điều đặn cho đi, tôi chia sẻ cho đi. Thì đó là, nhưng mà bù lại thì bản thân tôi càng ngày càng phát triển và nâng cấp bản thân rất là nhiều bạn. Thì mỗi lần tôi cống hiến thì tôi lại nâng cấp bản thân đó bạn. Đương nhiên phải nâng cấp bản thân thì mới cống hiến được. Đó. Thì khi cống hiến chúng ta buộc phải học hỏi, phải trau dồi kiến thức, kỹ năng và rèn luyện nhân cách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đó bạn. Hay là hoàn thành tốt cái sứ mạng của mình, nhiệm vụ được giao hay sứ mạng của mình. Sứ mệnh của mình. Thì quá trình này giúp chúng ta phát triển bản thân một cách toàn diện, trở thành những con người tốt đẹp hơn. Kế đó là giá trị thứ hai là mang lợi ích cho cộng đồng. Cống hiến giúp giải quyết những vấn đề chung của cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Khi nhìn thấy những thành quả do chính mình tạo ra, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Đúng không? Thì các bạn mà làm thì có một hạnh phúc tự hào mà là thương hiệu bạn tăng lên đấy. Hay là gọi là nhân hiệu của bạn tăng lên đấy. Tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Con người ai cũng có nhu cầu được khẳng định bản thân và tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống. Cống hiến giúp chúng ta cảm thấy mình có giá trị, có ích cho xã hội và từ đó nhìn thấy niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Về sức thuyết phục. Về tâm lý con người, mỗi người đều mong muốn có được một cuộc sống có ý nghĩa, được ghi nhận và trân trọng. Câu nói khẳng định rằng cống hiến là con đường dẫn đến một cuộc sống như vậy. Rồi sử dụng ngôn ngữ khẳng định. Câu nói sử dụng ngôn ngữ khẳng định mạnh mẽ, tạo ấn tượng sâu sắc cho người nghe, đưa ra thông điệp rõ ràng. Ví dụ đúng không ạ? Thì như mẹ Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela là những vĩ nhân, những danh nhân, những nhà hoạt động xã hội đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho hòa bình và công lý. Đúng không ạ? Như mẹ Teresa thì làm thiện nguyện, những cái nơi mà chiến tranh, những nơi nghèo khổ. Rồi thánh Mahatma Gandhi là người chủ trương thiết bạo động ở Ấn Độ. Rồi cố tổng thống Nelson Mandela của Nam Phi ở trong nhà tù của thực dân Anh của nước Anh đó là 27 năm. Rồi khi ra tù thì ông trở thành tổng thống da màu đầu tiên của đất nước Nam Phi sau một thời gian dài đế quốc Anh đô hộ. Điều là đó, họ đã, những người này đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới và để lại di sản to lớn cho nhân loại. Thì gần gũi hơn, nó có rất nhiều tấm gương sáng về sự cống hiến cuộc sống hàng ngày, đó là những thầy cô giáo hết lòng dìu dắt thế hệ trẻ, những bác sĩ tận tâm cứu chữa người bệnh, những chiến sĩ bộ đội hy sinh thầm lặng để bảo vệ tổ quốc. Họ đều là những người đã cống hiến hết mình cho xã hội và xứng đáng được trân trọng. Thì câu nói mà bạn ngừng cống hiến thì cuộc đời không còn ý nghĩa là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về tầm quan trọng của việc cống hiến trong cuộc sống,
Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa bằng cách cống hiến hết mình cho những điều tốt đẹp. Hy vọng những phân tích trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn sức thuyết phục của câu nói bạn ngừng cống hiến thì cuộc đời không còn ý nghĩa. Hãy biến lời nói này thành hành động để sống một cuộc đời ý nghĩa trọn vẹn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.